Bảo sao mà trước giờ chơi toàn thua nó canh mình đang tập trung thì nó đẩy bi xuống lỗ gian được trái nào thì gian. Thua nhiều quá cũng phải cảnh giác chứ, cô liền nhặt lại trái bi đỏ lên để lại đúng vị trí cũ. Lúc này là nó đang cười trừ để mình bỏ qua này, bỏ qua sao được, trả lại tiền hổm giờ ăn của tao đây.